3.500 tệ. Sorry mọi người. Ui, giá này còn đặc biệt hơn mọi người ạ. Ui, ui, cái này có nhiều cái hay này. À, mọi người ơi, nó còn nhiều cái này, anh thì so này. Ôi, đó, đây là dòng đắt tiền này mọi người này. Dòng này là dòng đắt tiền hơn cả cái này. Đấy, anh em thì so sánh em. Mọi người, đây cũng là một siêu phẩm nhá. Lỗ bé này là siêu phẩm nhá. Và lỗ bé 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 này cũng là siêu phẩm nhá. Lại lỗ to này. Đó, càng đắt tiền thì pháo chất lượng nó càng chất lượng. Đó, thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Đốt, 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 đốt. Pháo như này mới gọi là pháo nhá mọi người nhá. Ui dồi ôi, thấy chưa? Bé nhưng chất lượng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thử xem nhá. Dàn này, xem cái dàn 7 triệu này nó ra gì không. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là mùng 6 Tết, mình có một ít pháo để khai xuân mọi người ạ. Đây, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu nhá. Mình đốt từ loại rẻ tiền nhất cho đến loại gần hầu như là gần đắt tiền nhất nhá. Đầu tiên là dàn này là dàn 36 quả có 60 tệ thôi. Đó, 36 quả. Đó, tiếp theo là dàn này là dàn 80 quả nhưng nó tận 450 tệ. Dòng này thì là dòng xịn rồi, xịn hẳn rồi, còn 36 này nó không có cửa nhá. Tí nữa xem kết quả thì mọi người mới biết được. Tiếp theo nữa là dàn này là dàn 100 quả và giá của nó là 990 tệ mọi người. Đó, 990 tệ, dàn 100 quả. Và cuối cùng là dàn này là dàn đắt tiền nhất, nó là 2.000 nhân dân tệ và số lượng của nó là 218 quả mọi người. Đó, đây này mọi người này, hầu như là những cái dòng như này, từ cái này trở xuống này, từ cái này trở xuống thì nó sẽ thiên về chất lượng hơn. Còn nó không số lượng như cái này đâu. Ví dụ cái này 36 quả mà có 60 đồng thôi. Còn mấy cái này nó sẽ thuộc dạng là pháo xịn, pháo khủng ấy. Loại kiểu là loại A ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đốt cùng mọi người xem nhá. Bây giờ mình đốt ra và cùng mọi người cùng đón xem nhá. Còn kèm tặng này. Còn cái này thì được tặng này mọi người này. Mình mua nhiều thì được tặng này mọi người này. Đó. Còn đây đây, cầm đi, cầm đi. Còn đây xin giới thiệu với mọi người, đây là chủ đầu tư của mình, đây là chú mình á. Chú mình tuy bụng to nhưng không có gì ngoài tiền. Đây, chú Pa hôm nay cho cháu đốt bằng ngày tiền có sót không? Không sót à? Sót là năm sau cháu không sang chơi đâu ấy. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đốt luôn ở đây mọi người. Hiện tại là mình đang ở Trung Quốc nha mọi người nhá. Đó, khu vực này thì được đốt thoải mái luôn và đường rất là vắng luôn. Đó. Đây bây giờ anh em sẽ bắt đầu từ dàn 36 quả trước nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ cùng anh Cha Đào Cai đốt quả dàn 36 quả này. Đấy, pháo hoa này. Đấy, chọc thủng cái này đó. Trước khi đốt thì mọi người phải mở cái miệng nó ra để nó đạt được độ bắn hiệu độ bắn cao hơn để cho nó hiệu quả nhất nhá mọi người nhá. Nó có lớp màng này cản ấy thì là nó sẽ bị giảm cái lực bắn của nó lên đấy. Đó. Đó. Giờ anh đốt đi. Để anh khai hỏa cho. Anh em mình cùng mọi người cái gì nhỉ? Cái này gọi là gì ta? Khai xuân. Khai xuân. Đây nhá. Mới. Khai xuân năm mới nhá. Wow. Rồi. Lùi lùi ra xa, lùi ra xa, lùi ra xa. Quay đi trường. Ôi, lên xa vào, đi lần này đi xa vào, đi xa vào. Caramel, lùi xa vào. Đỡ phí. Đó. Đấy. Nhả nhả nhá, tôi nhớ nhả nhả, nhả lên nhá. Em nhả lên chưa? Bắt chọn khoảng cách kia thôi. Đấy. Đó. Đây là dàn 36 quả mọi người nhá. Còn mấy cái dàn luxury siêu VIP kia nữa cơ. Đó. Rồi. 36 quả. Đẹp chưa mọi người? Đây là chỉ là dàn dòng rẻ tiền nhất thôi nhá. Rồi. Comment xuống đây nào. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đốt đến cái dàn xịn. Đó. Nhưng mà bây giờ anh em sẽ phải chạy sang tít bên kia đường để xem. Đây anh em ơi. Tiếp theo sẽ là đến cái dàn này. Dàn này chỉ có 80 quả thôi nhưng mà nó sẽ thiên về chất lượng. Đó. Còn cái quả này là bao nhiêu quả? 80 hả anh? Ờ đây là dàn 80. Tôi lấy cái này ra đi. 80 quả. Ừ. Tí cho chú ấy đốt cái dàn 2.000 quả nhỉ. Để người ta đầu tư tiền cho lại không được đốt dàn nào. Mình tham quá. Đây mọi người. Đó. Đây mọi người ơi,
Đây. 80 bệ mọi người nhá. Cái này ra luôn. Đây. Cái này để đạt lực bắn tốt nhất ấy, thì nên là bóc hết cái lớp này ra. Đó, đấy là phải có kinh nghiệm, trải nghiệm. Đó. Thì mọi người, ống nó cũng to hơn này. Ui, mang mang ra so sánh nhá. Lỗ nó to hơn này. Đó. Đây. Vì sao cái này số lượng ít mà nó lại đắt? Mọi người có thể xem cái bệ phóng của nó. Đây, cái này nó chỉ to một tí thôi nhưng cái này rất là to luôn. Gần gấp đôi luôn. Gấp đôi luôn. Đó, thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử nhá. 80 quả thì bây giờ mình sẽ phải đứng ở góc nào quay cho đẹp nhỉ? Lần này anh em sẽ phải di chuyển sang bên kia nhá. Nào. Nào, trường quay nhá. Được chưa? Tuấn này đốt ở đây xong chạy đi. Mày đốt ở đây xong mày chạy đi. Hả? Không, mày 80 quả cơ thoải mái. Nào. Được chưa? Ok. 80 quả đi, 36 quả cũng khá là lâu. Được chưa? Thoải mái. Ok. Được chưa? Rồi. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị đây. 3 2 1. 80 quả. Lùi ra xa đi, sang. Từ từ để đi xe ô tô được. Sang bên này đi. Ui, quay sao vào. Trường ơi ra đây. Ra bên này. Ui. Đấy, anh em ạ, lần trước tôi quay lại nhiều anh em nói, hiểu không? Mãn nhãn luôn mọi người. Ui. Đã luôn. 80 quả ấy. Đẹp quá mọi người ạ. Đó. Đây là những dòng pháo càng đắt tiền ấy, nó sẽ ít đi và cái chất lượng của nó sẽ được nâng lên. Ui. Đó, quả cuối cùng. Đẹp quá. Đây chỉ là dàn 80 quả thôi mọi người ạ. Đây chỉ là dàn 80 quả thôi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến dàn bao nhiêu ta? Dàn 100 quả. Hả? Không, sang bên này tiếp. Sang đây. Để ý đường nhá, tối nhá chạy sang đường để ý nhá. Đó. Đẹp chưa? Hả? Ở bọn em phải sang bên kia bọn em quay mới được hết. Đúng không? Cái này nó không được hết. Bọn em quay không được hết đúng không? Thì nó cao lắm anh bảo. Đây. Đây. Nào. Nào, được chưa? Đi lập quay một tí cho em châm khám. Hả? Quay cho em châm khám. Cái này đang quay chính ấy. Được chưa? Cho mày quay ké bằng điện thoại mày mày rồi. Được chưa? Bây giờ là đến dàn 100 quả nhá mọi người nhá. 100 quả. Dàn này. Sương sương màn khai xuân này nó sẽ rơi vào tầm 10 hơn chục củ mọi người, tầm 10 mở xem so sánh nào. Ừ. Tầm bao nhiêu nhỉ? Mười mấy nhỉ? 2009 này, 2009 với 450. 2009 đến 450. Nó sẽ rơi vào 1.300. Có gọi là 1.450 tệ đi. Ồ, 1.500 tệ. À quên, sorry mọi người, 3.500 tệ. Sorry mọi người. Ui, dàn này còn đặc biệt hơn mọi người ạ. Ui. Ui, cái này có nhiều cái hay này. À. Mọi người ơi, nó còn nhiều cái này, anh thì so này. Ôi. Đó, đây là dòng đắt tiền này mọi người này. Dòng này là dòng đắt tiền hơn cả cái này. Đấy, anh em thử so sánh nhá. Mọi người, đây cũng là một siêu phẩm nhá. Lỗ bé này là siêu phẩm nhá. Và lỗ bé này cũng là siêu phẩm nhá. Lại lỗ to này. Đó, càng đắt tiền thì pháo chất lượng nó càng chất lượng. Đó. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Đốt. Cái sợi dây đây anh ạ. À, đây. Đây. Quả này phải chạy nhanh nhá. Cho xe cộ đi lại đã. Mình phải đứng xa mình quay. Nên là mới bắt chọn được khoảnh khắc. Đó. Đây là cái này cũng có sao ấy, cái to này. Ồ, cái này là bệ đấy, cái trong này là thuốc nổ đấy. Bắn lên đấy. Ok chưa? Ok chưa? Có xe không? Đang có xe à? Từ đợi tí cho xe đi qua xong rồi mình mới sang tiếp bên kia mình quay. 100 này. Lần trước ấy mình chỉ cách đây khoảng 10 mét rồi, lần này mình phải cách 20-30 mét mới bắt được hết cái khoảnh khắc này. Đó. 100 quả đấy. Bắt đầu nhá. Có xe không? Trên kia có xe không?
không còn rồi. Công an à? Ơi phải ông ơi phải công an đi tuần không? Phải không? Có họ sẽ dừng, họ nói luôn. Ở đây họ cũng không cấm đâu mà, đang ở bên Trung Quốc à? Từ từ nhá. Mọi người phải phải đợi tí, mọi người đang có xe cộ đi lại. Đây là mình phải đốt xong rồi mình sang tiếp bên kia. Đó. Đó. Rồi. Bắt đầu nhá. Bắt đầu đi. Ờ. Rồi, bắt đầu đây. Úi, di chuyển ơi. Từ từ quay cảnh đầu tiên đi, cảnh đầu tiên nó bắn lên đi. Đứng xa lên, tí nữa lại bị ăn chửi đấy camera men. Bao nhiêu người bị chửi rồi. Đấy. Ui. Chúc mừng năm mới. Ôi. Đây. Đẹp quá. Ui, mãn nhãn luôn. 100 quả không người. Ồ. Pháo như này mới gọi là pháo cho mọi người nhá. Đẹp nhỏ. Lần đầu tiên trong đời ấy mọi người ạ, mình được đốt loại pháo xịn như này. Mãn nhãn luôn. Vậy là hết 100 quả rồi. Bây giờ đến cái bệ cuối cùng là bệ 218 quả. Thấy chưa? Mọi người ơi, cách phải được trên 50 mét mọi người ạ. Đó. Nếu ai không biết đấy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Ví dụ như cái khoảng cách ấy, khu vực đốt ấy, mình sẽ phải tránh xa khu dân cư ra. Để tránh không may mà cái quả mà nó bay lệch vào nhà nào ấy, vào phòng nào thì ôi trời ơi luôn. Đó. Còn đây là đồi chọc mọi người nhé, xung quanh đây đồi chọc với đường nhé, đường vắng nhá. Đó. Đấy. Chú Pao có châm không? Chú có đốt không hay để cháu đốt nốt? Chú có đốt không? Chú có bật lửa đốt? Đi ra. Cho chú Pao tài trợ cho chú Pao đốt. Công an à, công an này. À, đội này không phải đâu. Khỏi ảnh hưởng gì hết. Này. Chú Pao có bật lửa châm đốt già này không? Chú có đốt rồi cháu cho chú đốt. Ấy, đây đốt ở đây. Thế cháu đốt nhá. Đấy. Không, chú bỏ tiền ra, chú tài trợ, chú lại không châm lửa. Đây là dàn cuối cùng nhá mọi người, dàn 218 quả. Dàn này mới gọi là viên mãn này mọi người này. Không ai hay là đặt lên trên này luôn. Không. Mất thăng bằng đấy, nguy hiểm. Đấy. Đốt pháo phải có kinh nghiệm. Đấy. Khai xuân. Được. Đây mọi người quay gần cho mọi người xem. Đây mọi người. Để xem nhá. Ui giời ơi. Thấy chưa? Bé nhưng chất lượng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thử xem nhá. Giờ này xem cái dàn 7 triệu này nó ra gì không? 2.000 đấy. 2.000 nhân tệ đấy. Không, cái này nó cũng là bệ đấy. Cái này trong này có pháo đấy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 2, 24. 24 à? Không, cứ cho 20 đi. À, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20. Ừ, đúng rồi. Trong này không có đâu. Chỉ có trong này thôi. Bên này. Phạm cũng gọi đây. Ok. Ô, thế lần sau mình cứ mua cái loại dàn 100, 400 này này. Dàn này đẹp nhất này. Nhưng mà dàn này 990 tệ. Gần 3 triệu rưỡi dàn này. Bây giờ đến lúc thử dàn... 7 triệu nhỉ? 7 triệu. Ừ. Bắt đầu nhá. 3, 2, 1. Mà mọi người ơi. 7 triệu ấy mọi người. 7 triệu đấy mọi người xem. Mọi người thì nhớ ấn đăng ký nhá, kênh ủng hộ mình nhá. Để giúp anh em mình gỡ tiền nhá. Chứ đây. 7 triệu đây. Đây gọi là sương sương 3 triệu rưỡi đi. Đó. Còn cái này là 450 tệ. 432 cái này gần 1 triệu rưỡi nữa. Ui, nó tóm lại nó nhiều lắm. Ừ, mọi người nhớ nhá. Nào bắt đầu nào. Mọi người nhớ đăng ký đấy. Sót 7 triệu sót. Chú Pao ơi cháu đốt nhá. 7 triệu này. Cháu đốt nhá. Nào. Mọi người nhớ đăng ký kênh nhá. Mình nào. Chuẩn bị nhá. 3 2 1.
Ui. Đi nhanh lên anh em. Nhớ ghi hình nhá, cameraman. Quay lại góc trên nhá. Tự nhiên đâu đấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? À. Nghỉ nghỉ lấy sức, nghỉ lấy sức hiểu không? Pháo vào nó nghỉ lấy sức. Ui, tỏa đồng. Tỏa rộng thế. Hết rồi à? Ôi đừng hết vội nhá, 200 đấy. Ô. Ôi đẹp nhỏ. Úi. Hết rồi à? À con. Con. Mặn nhãn luôn mọi người. Cái giá trị 7 triệu ở đây này mọi người ơi. Cái giá trị 7 triệu ở tích chân đây này. Ôi. Hết rồi. Wow. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Đây cái khoảng cách của mình đây. Cách cái chỗ mình đốt pháo đây mọi người ơi, phải trên 50 mét mọi người nhá. Đây này. Đây. Đó. Đó. Mình cách đi từ đây đây. Đó. Đó. Đây là cái khoảng cách mà mình đốt mấy cái dàn vừa rồi. Nó phải trên 50 mét mọi người nhá. Đó. Cách hai làn đường và từ trên kia lên đây nữa. Đó. Đúng cái dàn 7 triệu nhỉ. Trong ống nó vé mà bên trong chất lượng kìa. Chất lượng. Cái mấy cái quả cuối mà lên tít trên đỉnh đỉnh ấy. Ôi. Bây giờ từ từ đã. Sồn sồn lên đấy nhở. Mẹ đuổi mẹ về trước bây giờ. Đầu tư cả chục triệu tiền pháo đốt cho xem. Chú không dùng thì thôi. À đây, mọi người ơi, đây còn là pháo tặng này mọi người này. Nhưng mà tôi nói cái này ơi mọi người ơi, cái này là pháo tặng này mọi người này. Pháo này là cửa hàng mình mua nhiều ấy thì pháo tặng họ tặng cho ít này. Không biết là loại tặng này đốt như nào, bây giờ mình sẽ đốt thử một hai quả cho mọi người xem nhé. Đây. Cắm vào đây luôn này. Cắm đây luôn này. Thế từ nãy giờ quay không ấy? Quay. Nào, lùi lùi ra, lùi ra. Được rồi, được rồi. Liên trời luôn. Ôi. Đấy mọi người ạ. Mọi người ơi. Xin lỗi mọi người nhá. Quá là thất vọng luôn. Đang xem loại này sướng mà chuyển sang dòng pháo tặng này không ăn thua mọi người. Pháo này không ăn thua. Cái gì phải mất tiền nó mới chất lượng mọi người. Thôi, cái này anh trả đốt nữa cho chú đốt này. Mất hứng, mất hứng, mất hứng. Đốt luôn đỡ phí. Đây, phải dùng cái này. Cái này khai xuân này. Nghe âm thanh nó lao lên thích nhở? Nhìn anh hét này. Hết đằng ác chiến cơ. Như gọi như gọi hú. Gọi hú của cảnh sát giao thông ấy. Ôi nó rơi vào đầu mình này. Đó vừa rồi là màn mình khai xuân và cùng mọi người đón giao thừa. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và ủng hộ mình nhá. Đầu xuân năm mới mình xin có đôi lời gửi tới tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ kênh mình. Một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý và gặp thật nhiều may mắn nhá. Chào mọi người nhá.
Bây giờ mình sẽ mời chú ấy đi ăn gì đã mọi người ạ. Hiện tại bây giờ giờ Việt Nam là 8 giờ 15 thôi. À, cửa khẩu là 9 giờ hay 9 rưỡi mới đóng cửa nên là thời gian ăn uống thì vẫn còn. Bây giờ mình sẽ mời lại chú ấy ăn một số món nhá. Và xin giới thiệu với mọi người luôn, đây là dạng như kiểu là một góc phố ăn đêm nhỏ của Trung Quốc ấy mọi người. Đây rất nhiều người Trung Quốc, người dân Trung Quốc họ đến đây họ ăn đêm luôn, ăn tối luôn mọi người. Như này tầm 8 giờ 15 và với nước họ là 9 giờ, họ nhanh hơn mình một tiếng mà 9 giờ 15 rồi. Đó, rất đông người ăn uống luôn. Bây giờ mình sẽ gọi một ít mì xào và ăn đồ nướng ở bên này thôi. Bên này được cái món ngon là mình hợp khẩu vị là cái món đồ nướng của họ ấy. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lúc quay xong ấy mình có mời chú đi nhà hàng, kiếm cái nhà hàng nào ngồi ăn cho nó sang trọng ấy, chú bảo thôi đi ra vỉa hè ngồi cho thoải mái. Đây, chú ấy đề xuất gọi những cái món đơn giản ngồi để nhậu thôi. Đó, đây là những cái món mà cũng đúng cái sở thích của mình luôn, là mình thích ăn mấy cái món đồ nướng này. Cháu chúc khỏe chú nhá. Chú biết nghe, biết nói một tí tiếng Việt đấy mọi người ạ. Chú biết, chú còn biết nhiều tiếng Việt không chú? Không biết nhiều đâu. Chúc mừng năm mới là gì chú nhỉ? Xin nhắn khoai lơ à? Xin nén khoai lang. Mình mời tất cả mọi người nhá. Mình còn gọi thêm nhiều đồ lắm nhưng mà họ chưa ra hết, mình đợi lâu quá, mình định đầy đủ để mình quay ấy. Đây là mấy cái món này. Chú ăn chú. Rau xanh. Chú ăn đi. Không quay là sao con phải đi.